Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một bé mèo Ba Tư nha. Đây, bé Tư của mình là màu silver, mắt xanh, rất là to con, dễ thương, cute phô mai luôn, rất là hiền nha. Rồi, nó rất trời đẹp trai, rất là bự con, trời bự hết chưa, mọi người thấy bự chưa? Mọi người, bao nhiêu thích bé thì thả tim cho mình nha. Trời đẹp trai quá, bé này tên Gấu. Tại vì quá bự con giống con gấu nên đặt tên là Gấu. Nó trời ơi, nhiều lắm nha. Đó, đẹp lắm luôn. Này, bự con nè. Thôi bự hơn mình luôn. Mới là được nha. Đó, mọi người nhìn xem, được rất là đẹp trai luôn. Ai có nhu cầu phối giống thì các bạn tư nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình tư vấn thêm nhé. Các bạn Zalo thì trao đổi. Xin chào các cô chú anh chị đi con. Đó. Còn lại luôn. Ừ, trời đẹp chưa? Ngất ngây con. Đây luôn. Đây. Bự con chưa? Bự quá bự luôn nha. Đây bự, quá bự luôn. Bự chả bé lửa luôn nha mọi người đó. Bởi chưa đó, trời ơi, hoa bự. Trời ơi, em tên Gấu nha mọi người. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.